Xin chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha các bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ quay đến toàn thể các bạn về hai cái đầu này nha các bạn nha. Đây, đây là hai đầu lưng sư tử nha các bạn. Mình đã lên màu bạc cho nó rồi các bạn ơi. Cực kỳ đẹp và bóng bẩy luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy hai cái đầu bạc không? Đó, cực kỳ sáng và chói lóa luôn nha các bạn nha. Và những cái đầu này đang còn thiếu là chưa vẽ hoa văn nha các bạn ơi. Thì những cái đường hoa văn này là mình sẽ vẽ hoa văn nha các bạn. Thì clip này là bây giờ mình quay đến toàn thể các bạn là chưa vẽ hoa văn. Rồi xin nữa vẽ hoa văn là mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn cùng xem từng bước của em nó sẽ đẹp như thế nào nha các bạn. Thì bên này chúng ta có những cái tai rồi các bạn nha, là mình chưa sơn nè các bạn. Đây, cái tai rồi chưa sơn là cái nó sẽ màu nhựa màu vàng vậy nha các bạn. Đó, và khi sơn lên là sẽ là bóng bẩy các bạn ơi. Cực kỳ là đẹp luôn, nó sẽ bóng bẩy như vậy. Đó, những hoa văn mình sẽ lên màu xanh nước nha các bạn nha. Xanh nước và màu đỏ. Giống như tự như cái đầu bên hai cái đầu này các bạn nè. Đó, hai cái đầu bên này thì đó mình vẽ hoa văn đỏ đúng không các bạn. Thì bây giờ cái đầu bên này mình sẽ lên hoa văn xanh. Đó, xanh dương và màu đỏ luôn nha các bạn. Đây, và xíu nữa sơn là mình sẽ qua tiếp theo lên thấy các bạn cùng xem nha. Test ở ngoài cái đó rồi xong đưa vô luôn. Đấy, cái dưới đó khỏi cũng được. Mày phải răng à? Có cái răng thôi, là đừng tô cái sơn cái răng là chính, hiểu không? Phúc sơn cái răng là chính thôi, chứ đừng có sơn cái ở lòng ở dưới đó màu đỏ rồi. Chỉ có sơn cái răng thôi. Nhiều quá nó chảy. Rồi rồi rồi. Cái này ở ngoài không chảy nè. Đừng có trắng, có trắng sửa xong cái gì. Rồi cầm miếng đây đợi cho nó khô đi. Vậy cầm đi cho đợi cho nó khô. Lấy gì chùi đó đi, xé giấy chùi đó đi. Chùi gì? Hả? À, chảy kìa thấy không? Chùi cái chảy xong sơn lại á. Xé ở dưới nè. Này xong rồi. Chùi bay luôn. Chùi ngay khúc đó thôi. Chùi ngay khúc đường đó thôi. Chảy đây nè, đây nè. Chảy rồi. Chùi trên đây đã. Lanh nữa. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha các bạn ơi. Đây, và video là mình sẽ quay đến toàn thể các bạn là demo trước khi là mình đang lên màu nha các bạn nha. Thì đây là cái đầu bữa mình đã quay đến toàn thể các bạn là màu bạc rồi. Đó. Mình đã đây các bạn ơi, những cái phần miệng là mình đã sơn màu đỏ rồi nè các bạn ơi, đỏ viền trắng nè. Đây tới tiếp tục là mình sẽ vẽ hoa văn cho em nó nha các bạn ơi. Đây các bạn nha, đó mình đang tiến đường vẽ hoa văn nha các bạn. Thì sau này là các bạn thấy có một cái đầu màu vàng nè. Đó, cực kỳ đẹp rồi. Đã vẽ hoa văn xong rồi nha các bạn nha. Đó, đầu vàng hoa văn đỏ, còn đây là đầu bạc, hoa văn màu đỏ với màu xanh dương nha các bạn. Còn đây là những cái đầu giấy đang như đạn lạp. Và bên này cũng có một cái đầu đang sơn răng. Đó, rất là đẹp luôn nha các bạn nha. Thì và phía đây cũng đang có một cái đầu đang sơn nè các bạn ơi. Cho các bạn cùng xem nha. Đây, cái đầu này thì đang sơn cái phần miệng các bạn. Như cái đầu đó các bạn thấy đó, giờ đang sơn cái phần màu đỏ này. Mới sơn xong các bạn, cái viền màu đỏ rất là đẹp luôn. Đó các bạn nha, cho bằng sơn xịt các bạn. Phải lấy giấy báo tủ lại hết rồi bắt đầu mới sơn nha các bạn ơi, để khỏi nó bị dính nha. Đó, sau này là có ba cái chữ các bạn ơi. Mày mốt lên màu lên đèn cho các bạn xem, cực kỳ là đẹp, chất chơi của người dơ luôn. Đây, và đây là cái phần răng của em nó đó các bạn. Nè Sơn ơi, còn cái này nữa này Sơn. Nè, trong cái răng này thì chừa hai cái lỗ này như vậy. Nè, Sơn này luôn đi. Tự nhiên chừa hai đó là gì vậy? Đây nha các bạn nha. Đây. Thấy không? Đó bên trong có đầu sư tử nha các bạn.
Đây cho lên, cho lên, cho lên. Đây các bạn nha, đây là đóng giày nha các bạn nha. À, chuẩn bị mình sẽ ra video hướng dẫn làm giày móng lưng nha các bạn. À, ông chủ xưởng làm giày. Quá trời đôi giày luôn các bạn. Đây là, đây là anh chán đời nha các bạn nha. Anh này anh chán đời. Sướng quá. Đây các bạn, đây đây các bạn ơi, đây là ba cái chữ Nguyên Anh Đường nha các bạn. Đó là ba chữ Nguyên Anh Đường đó các bạn ơi. Đây các bạn nha, đang vẽ nha các bạn. Đó, đây là vẽ cái màu đỏ. Người ta ngày nào cũng dính. Đây nha các bạn ơi, đó. Đang vẽ những u nha các bạn. Đéo mẹ tóc. Đây là gì các bạn nha. Toàn là vui YouTuber không này các bạn ơi. Đây các bạn nè, wow, 3, 4, 5 YouTuber luôn các bạn ơi. Đây có hai các bạn thấy không? Ôi, nhà toàn là YouTuber không này các bạn. Đó. Cái hành vẽ nha các bạn nha. Một cái video ý nghĩa thôi. Cắt thành khúc khúc chấm khúc. Em thấy đầu vẽ hoa văn lên cái đẹp không em? Thấy gì? Đây nha các bạn nha, đó đang tiến hành vẽ nha các bạn. Khi vẽ tới những cái ngọn lửa này nè, mình sẽ quay tiếp đến thì các bạn cùng xem nha. Đừng rời máy nha các bạn ơi. 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 Bắt cái đồ bữa nha. Đừng tôi cản ai, cản cha mày hả? Hả? Mày có cảm ơn cha hả? Tức đã được mà. Đi về nó như gạo cái nắm chạy qua bèn bóng đá. Ba đen đó. Tao biết những người gạo là ở chỗ từ đó có